Hải Yến xin kính chào quý bà con, cô bác, anh chị và quý nhà đầu tư đã tham khảo tới kênh Nhà Đất Đắc Song của Hải Yến nhé. Hôm nay thì Hải Yến sẽ đi quay để giới thiệu đến cho quý bà con, cô bác, anh chị mình cùng tham khảo một cái mảnh rẫy. Cái mảnh rẫy này thì tọa lạc tại xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông nha các bác. Cái mảnh đất của mình đây có cái tổng cái diện tích là 2 hectare rưỡi các bác. Trên đất thì bác chủ nhà đang trồng là được hơn 1.000 cây tiêu và được 600 cây cà phê nha các bác. Cái mảnh đất này của mình thì đặc biệt là bám theo cái mặt đường nhựa như thế này, được 80m các bác, được 80m. Đó, thì cái mảnh đất mà để Hải Yến giới thiệu đến cho quý bà con, cô bác anh chị mình cũng tham khảo thì giáp với căn nhà này nha các bác. Giáp với căn nhà này, chạy thẳng như trình. Nói chung là cái mảnh đất này của mình thì nó khá là vuông. Chạy thẳng dưới kia nha các bác, xuống hết cái hàng cây cao kia. Cái mảnh đất này thì bác chủ nhà mở cái con đường ở giữa rẫy đi xuống nha các bác. Đấy, thì cái mảnh đất này thì hiện tại thì bìa thì mới được 2 hect. Đó, thì bác chủ nhà đang làm bìa. Nói chung là mình mua bán thì bác chủ nhà sẽ tính theo trong bìa là diện tích, tính theo hect nha các bác. Hect là 1,1 tỷ. Nếu mà tổng với cái diện tích làm đủ 2 hect rưỡi là bác chủ sẽ ra cái giá là 2,7 tỷ nha các bác. Đó, 2,7 tỷ cũng có thương lượng nhá. Đấy, thì bác nào mà quan tâm đến cái mảnh đất này thì cứ alo trực tiếp cho Hải Yến nhá. Và cho Hải Yến xin một like và một đăng ký kênh để Hải Yến có cái động lực đi quay để tìm hiểu những cái mảnh đất phù hợp gửi đến cho quý bà con, cô bác, anh chị và quý nhà đầu tư của mình tham khảo dễ hơn. Đấy, thì bây giờ các bác cùng theo chân Hải Yến cùng theo dõi cái mảnh vườn của mình. Theo cái hướng màn hình điện thoại Hải Yến đây mà từ đây mà đi ra trung tâm chợ thì nó rơi vào tầm chưa tới 2 cây số nha các bác, chưa tới 2 cây số là ra tới chợ rồi. Đó, còn sang bên đó là con đường tỉnh lộ của mình ở bên đó, tỉnh lộ 686 của mình là nó nằm bên đó nhé các bác, là đi ra trung tâm huyện ở ngoài đó. Đấy, cái bên kia là trường học rồi kìa các bác kìa, bên đó là trung tâm huyện rồi. Đó, còn từ đây mà đi ra ngoài đường quốc lộ 4C để mình đi ra trung tâm huyện đó ấy, thì nó rơi vào tầm 1 cây số nhé bác, 1 cây số là ra tới đường quốc lộ 4C, là mình chạy ra đó là trung tâm huyện Tuy Đức của mình rồi. Cái mảnh đất của mình đây thì nó cực kỳ là bằng các bác, bằng ao nước đầy đủ. Ở đây thì nói chung là điện nước đầy đủ nha các bác. Mặt đường bê tông, mặt đường nhựa. Đấy, ra quốc lộ 4C là mặt đường là 80m mặt đường như thế này. Mặt đường này thì các bác chỉ có việc làm nhà là mình ban một chút xíu đi để mình làm nhà. Vẫn cao hơn mặt đường một chút xíu nha các bác. Đấy, với làm nhà như thế này thì cực kỳ là đẹp này. Đây, cái nền này là cái nền để sẵn để mình làm nhà luôn rồi nha các bác. Sẵn luôn để mình làm nhà. Cà phê thì cà phê năm thứ 2 đấy các bác. Cà phê năm thứ 2 thì bác chủ nhà cũng không chăm bón cho nên là cũng không có được đẹp. Là cà phê thì được 600 cây. Còn tiêu như thế này là được 1.200 cây nha các bác. Được 1.200 cây. Đấy, cái bờ biên của mình là theo cái cây cây lớn như này của mình này, chạy thẳng dưới sinh luôn. Xe máy, ô tô, nói chung là xe con mình muốn chạy xuống dưới rẫy luôn cũng được các bác, vì đất nó quá là bằng, xuống dưới này thì nó trường trường nhẹ một chút xíu thôi. Đấy, ở bên kia thì chủ nhà bên kia người ta chăm tiêu thì cũng khá là đẹp. Nói chung là người ta chăm thì cũng khá là đẹp nha các bác. Bên này thì bác chủ nhà không có chăm. Đấy, cái con đường này của mình đi xuống rẫy khá là rộng, ô tô xuống tận dưới kia luôn. Đất sình của mình ở dưới kia còn múc ao còn khá là nhiều, nhưng mà hiện tại thì bây giờ bác chủ nhà có 2 cái ao rồi. Mảnh vườn này thì các bác mà mua về thì mình có thể cải tạo lại cái cây ăn trái thì cũng đẹp nha các bác. Cái cây ăn trái, vườn cây ăn trái thì khá là đẹp. Và mình chăm bón lại ở dưới này thì bác chủ nhà đang cho người ta thuê, người ta đang cấy rau các bác. Tiêu thì xuống dưới này thì
nó đẹp hơn này các bác này, nhìn nó xanh và đẹp hơn. Bên này thì nó xấu hơn này. Đây là mít Thái nha các bác. Đấy, mít Thái được ít, với lại cây ăn trái thì có ít lắm, không có nhiều. Cái ao của bác chủ là ở dưới đó nha các bác. Đó, khá là rộng luôn. Máy ống tưới là bạn đang còn ở sẵn ở dưới đó luôn ạ. Đấy. Bác nào mà quan tâm đến cái mảnh đất này thì cứ alo trực tiếp cho Hải Yến nhé. Hải Yến sẽ gửi cái bìa đỏ photo qua cho các bác cùng tham khảo để dễ hơn nhé. Đấy, đất bằng thoải, cực kỳ là đẹp luôn, vuông vắn.